nó thay đổi tướng đi á, là như con khỉ đó, là không phải vì là cái như là thay đổi tướng đó mà được nhiều người mà yêu thương đấy, mà do là những kênh YouTube gánh cho nó một cái mark gọi là cái như là một người phụ nữ hành canh đó. Cho nên đi ra đường người ta nể, người ta nể, người ta khi người ta có cái sự gọi là cái như là ừ, cũng cứ nghĩ trong đầu là con bé này dù sao á nó cũng là có mang một cái thân phận đấy, gọi là đi gọi là phố độ chúng sanh như nó nói đó, thì người ta mang chắc là người ta hay nhìn lại, người ta cũng có những gọi cái những chia sẻ ngay cả về tiền bạc, ngay cả về những cái tình thương người ta cũng dành cho nó nhiều hơn. Chứ chính bản thân nó cũng nói rằng là trước đây đó, không phải trước đây là nó đi tướng đó, mà trước đây là chưa gặp những anh YouTube thì người ta ghét nó và người ta sẽ không nhìn. Ra đường người ta còn ghét, người ta không nhìn. Bà con cứ nghe lại đoạn này nhé. Thôi bây giờ đi ra ai cũng thấy tội nghiệp, là thay đổi số phận rồi. Đó có gì thấy không? Có những cái nó vô cùng ma mị, có những cái vô cùng ma mị. Trước á là ra đi cũng như thế, mà cái như là không ai quan tâm, chung là không ai ngó ngàng hết á. Nhưng từ lúc là cái như có những anh YouTube tới quay là cái số phận nó thay đổi. Số phận thay đổi vì sao? Nó gắn vào một cái map của tâm linh. Đó, gọi cái map hành canh, thì người ta kể như là cảm thấy vấn đề đó là người ta kể như là có cái sự gọi sợ sệt chút, ê dè một chút, thì người ta nói mới nói rằng là cái như từ lúc như thế thì mới được nhiều người kính trọng, nhiều người kể như quan tâm. Nhưng thật sự ra đó không phải, đó là mang chắc là cái như là cũng do những anh YouTube này PR lên rồi nhiều người cái như họ cảm thấy là họ mơ hồ, bắt đầu là cái như là họ cứ nghĩ con Ven này đang mang một thân phận đặc biệt đó. Chứ người ta cái như là mang chắc là người ta vẫn còn đang mê muội. Chứ ai đâu mà bây giờ cái như nó đi tướng như con khỉ đột đó, mà cái quơ đi mà cái như là thay đổi gì. Tướng Phật đâu phải đi thế quý vị. Phật là đi rất trang nghiêm đúng không? Đấy. Những lúc mà bây giờ nó thật sự ra những ngày mà rằm những ngày đầu tháng hay những ngày đầu năm, tất cả bà con đi tới chùa hoặc là bà con đi tới kể như là đình miếu để mà thắp nhang đấy, để mà phúng viếng, thì tất cả bà con vẫn là thể hiện một sự tôn nghiêm đấy, một cái sự gọi là cái như là trân trọng đấy. Thì những bà con bây giờ họ nhìn con Ven đó thì họ nói con bé này bây giờ nó hành canh, thì trong thân phận của nó là mang chắc cũng là rất đặc biệt, nên người ta cái như là thể hiện cái sự gọi là cái như là sợ sệt, người ta khép nép đấy. Và thậm chí nhiều người ấy, họ cứ nghĩ rằng bây giờ mà có tiền cho con Ven là cái như để tạo phước, có tiền để cho con Ven để gọi là cái như là kể như là để mà cho con Ven có một cái nơi nó tu tập, một nơi nó hành canh. Nhưng tất cả đấy là cũng cái sự mơ muội mà ra đấy. Cho nên cái câu nói các ngươi mà kể như là phí bán ta, là các ngươi sẽ rơi xuống tầng địa ngục, các ngươi sẽ không được lên thiên đàng. Mà các ngươi muốn lên thiên đàng là các ngươi phải là kể như là cúng thế này thế khác đấy. Thì bây giờ bà con thấy có 18 tàu địa ngục à, mà bây giờ thằng Trường nó cũng ngủ với con này rồi. Thế thằng Trường có phỉ báng không? Thằng Trường có xúc phạm đến là thân xác của nó hay không? Đấy, đừng có nói chuyện ở đây là cái như là lúc mà cái hết hành canh rồi được quyền yêu đương. Đấy, tôi hỏi bây giờ nó đi giúp một hoàn cảnh mà hoàn cảnh nó mang chắc về tâm linh mà nó cũng hốt đi luôn. Tôi hỏi quý vị, nó có phỉ báng hay không? Rồi bây giờ nếu như thế nó mấy tầng địa ngục? Có 18 tầng à? Mà với như thằng Ven đấy, với như thằng Trường ấy, thì tôi đảm bảo quý vị nó cũng rớt xuống khoảng tầng thứ 19 nhé. Nó rớt xuống hết tầng đầu, thêm tầng nữa 19 đấy, chứ không phải là cái như là cái kiểu mà ma muội như thế quý vị. Bất chấp mê muội cũng vì cái đồng tiền. Còn bây giờ cái vấn đề mà khi nó vô nó gặp những người gọi là cô Út, cô Tư đó, cũng để mà thể hiện một cái sự gọi là khẳng định đấy, vì cô này cũng mang chắc là cũng là truyền bá những tư tưởng gì đâu mà tiếc đấy. Cũng gặp cô này đã khẳng định là con Ven này là nó một người có hành kinh thật. Thì bà con nghe cái đoạn đàm thoại này thì bà con cười mà sức ruột luôn chứ đâu ấy. Ở đâu vậy đây? Ta không biết, ta không dám tiết lộ quyền cơ. Dám sửa. Ở đâu về đây? Ta không biết, ta không tiết lộ quyền cơ. Đấy bà con thấy không? Nó có biết đâu rồi nói. Cho nên cái nào đó mà Ven không giải thích được, không trả lời được,
là cái như là không tiết lộ quyền cơ, là tùy duyên, là nếu mà tiết lộ thiên cơ thì sẽ đọa xuống là cái như là địa đàng như nó nói, mà thực sự đó là địa ngục đấy, mà nó quên địa ngục, mà nó quên nó là địa đàng đấy. Cho nên tất cả các bà con đấy, các bà con cái rõ ràng nghe những cái mà nó kể như là người ta hỏi nó đáp, có những cái nó biết nó đáp, còn những cái không biết là nó trả lời, không tiết lộ quyền cơ. Đáng lý là như cái vấn đề này, như nó tôi ở trong đó mới ra, bà hỏi ở đâu tới đây, tôi ở trong đó mới ra thì mới hợp lý, đúng không? Ở đâu vậy đây? Ta không biết, ta không dám tiết lộ quyền cơ. Ở đâu vậy đây? Ở trong đó mới ra. Bà con cho là ta sẽ còn xin một lượt like nha quý vị. Nói xác đi, đừng có giả nữa. Lộ quyền hình đi, đừng sửa, đừng có giả nữa. Nói vậy thế. Để vô bà đây, lúc đầu bà đây mang chắc cũng dừng mặt vài cái, nhưng mà thôi. Bà đây biết, bà con biết là ai á? Bà đây là mẹ nuôi của trường. Bà cô Út rồi nè, bà đây là mẹ nuôi của trường, tôi khẳng định bà đây là mẹ nuôi của trường. Ha. À, bà con xem rõ cái bà này nè, bà đây là mẹ nuôi của trường nha quý vị. À, trong cái thước phim, là bà này là sợ là cái như tất cả các bà con là hiểu nhầm giữa cái mối quan hệ là mẹ con. Thế mà nói là bây giờ theo xưng cô chứ ấy thì xưng cô Út đi. Chứ đừng mà xưng mẹ con là nhiều lúc là cái như là người ta sẽ hiểu nhầm. Nhưng mà thật sự bà này á, bà này là mẹ nuôi của trường. Nhưng vì sao bà này xuất hiện trong vấn đề này, trong suốt quá trình mà con Ven kể như nó đi hành căn hành kiếp đó, thì bà con cũng, chắc tôi nghĩ là bà con cũng đã có những câu trả lời đó. Cái mảng nào liên quan mảng tâm linh á, là nhiều người mà yếu bóng vía là rất sợ va chạm đó. Bây giờ nó, bây giờ cái chỗ đó linh quá, mà bây giờ cái như ai đâu dám đứng ra nói sự thật. Linh quá nói sợ chết, linh quá nói sợ mà cái như bờ trên vỡ phạt, nói sợ thế này là khác. Nhưng tôi hỏi quý vị bây giờ đó, mình là một người con của nhà Phật thì mình cứ lấy là cái tâm từ đấy, lấy cái sự mà kể như là thẳng thắn, lấy cái sự mà kể như là công tâm của mình đấy, mình đứng ra mình nói thì mình không sợ cả đấy. Mình dùng cái tâm từ của mình đấy, vì trong tâm của mình có Phật đấy, thì mình không sợ bất cỡ cái gì mà ma yêu gì tới, thật sự không sợ. Mà cũng vì cái vấn đề mà người ta mượn những cái tâm linh đó mà rất nhiều người sợ. Giờ va chạm tâm linh là sợ lắm, va chạm tâm linh là không biết rồi cái như là có bị vỡ phạt hay không, không biết là cái thế này khác không. Cho tất cả người ta đánh vào tâm linh. Thậm chí tôi nói một căn nhà đang ở ngon lành đó mà thầy bói vô ông phán hai câu là cái một tháng sau là cái như là cả nhà tan nát luôn, cả nhà tan nát. Có nhiều người mang chất thọ gì đó mà tiếng cỡ đó quý vị. Cũng có rất nhiều cái vụ án mà nó đau lòng đấy, mà cái như cũng liên quan đến những người gọi là cái như dị đoan ma tính đấy. Cũng có rất nhiều vụ án mà cái như tôi cũng đọc trên cái báo Thanh Niên trong những ngày vừa qua đấy, quý vị còn thấy rồi đấy. Có rất nhiều cái mà cũng từ cái dị đoan ma tính mà nó sinh ra rất nhiều cái hệ lụy đấy. Mà cứ nghĩ rằng là thầy bà nói là đúng, mà tôi nghĩ bây giờ thầy ông cũng ăn cơm đấy, thầy cũng ăn cơm, cũng uống nước như chúng ta, cũng đói, cũng biết đau bụng vậy. Chứ đâu phải thầy là thánh nhân, đâu phải thầy mà cái như là cái như là nếu như người nào đó họ ăn không khí họ sống đấy, họ không có dùng đến tiền đấy, thì những người đó mới gọi là những vị mà gọi thầy. À, chứ còn bây giờ họ vẫn ăn cuộc sống, họ vẫn ăn vẫn uống, họ vẫn cái như lúc mà cái như vẫn cái như là cơ thể vẫn như nhau, vẫn là có sự đào thải, ăn vô thì no, không ăn thì đói, mà ăn vô thì phải đi ra ngoài đấy. Thì tất cả thì bà con cứ nghĩ là tất cả những vị đó cũng như chúng ta đấy. Thì tại sao chúng ta cái như phải là đi tin những cái mà câu từ của họ nói không phải, mà người ta đang thiên về vấn đề mà tâm linh một cách là cái như là dị đoan ma tiếng thái quá đấy. Dĩ nhiên có tâm linh, chứ tôi không phải là phỉ báng hoàn toàn là không có, nhưng chúng ta tin cái như thế nào và không tin cái nào, chúng ta phải tin có cái sự chọn lọc đấy. Chứ đâu phải bây giờ cái những thầy bà nói là đúng toàn bộ, thầy bà nói là gì ta phải dạ vân vân, gặp nào đó giống như mấy thằng mà cái như nó tới mà nó đưa cái ly cà phê cho con Ven đấy, nó phải tới cầm hai tay ấy khấm cổ lại, dạ mời chị Ven uống cà phê đấy.
Mà trong cái đó gì nó đưa cha mẹ nó tôi hỏi bây giờ cần cái gì đó, bảo là tu toan lấy cho ba cho mẹ cái kia, bắt đầu nó tới nó cầm nhiều lúc nó đưa một tay thì tôi nghĩ là nở rồi đấy, nhiều lúc nó cầm bên đây rồi tóm nó giục bên kia nữa kia. Đấy. Nó không trao tay luôn đấy. Đấy mà nó gặp con Ven nó khấm nấm dạ mời chị Ven uống cà phê, trời ơi là trời sao lại vậy. Chứ có những cái mà cái như là nhìn nó phản cảm đó quý vị, nhìn rất phản cảm mà mình không nói thì rất nhiều người cái như mang chắc họ cũng mù mờ, họ cũng mơ muội. Cho chúng ta tin đạo đấy, tin đạo chứ đừng tin những người mà cái như mượn đạo đấy. Mình là một trong những người Phật tử chân chính, Phật tử chân chính thì bây giờ đấy mình cũng lấy kinh sách của Phật đấy, để mà làm cái kim chỉ nam để mà đi đấy. Chứ đừng để người ta cái như là cứ nghĩ mình trở thành một con rối mà người ta cái vận hành là không được, điều đó không được. Tu phải có trí tuệ đấy. Tu phải có trí tuệ, từ bi phải có trí tuệ mới giúp được cái người ta và giúp được những người bên cạnh. Lòng mình là sao? Là tất nhiên đi, cái tướng lại đàn ta đâu. Nhưng mà quỷ quái không dám đến gần ta vì ta có đại tâm kim cang hộ pháp cho ta đó. Là lòng thiên hộ pháp cho ta, hộ pháp cho bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 32 tướng tốt 80 dễ đẹp, 32 tướng đại trượng phu, là Như Lai thầy trời người. Dục giới sắc giới thọ sắc hành tướng, diệt thọ tướng định, đi sâu chánh định học pháp giáo hóa chúng sanh. Vì thế lúc cái câu này á là cái ông mà nói tiếng khàn khàn có việc cồ cái nói đấy, mà lúc đó nó ém 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp à, đúng không? Còn bây giờ tiếng này câu này á là cái như là Robert Sarda nói đấy. Tôi nói quý vị bây giờ không nhập nó cũng nói câu đấy, mà có nhập nó cũng nói câu đấy. Mà cái như là khi mà nhập vô là ông này ông thích là ông nói câu đấy, mà ông kia ông thích ông đem câu đấy. Cho nên tôi nói có một câu à, có đi gặp bất kỳ nhân vật nào cũng có một câu đó thôi. Mà những người mà họ nghe đó, họ nghe câu này đó, do trước giờ đó họ nghĩ đó là một cái vấn đề là nó cao siêu, nhưng thực sự ra nó nói còn sai, nó nói còn không đúng đấy, so với kinh sách nó nói còn không đúng đấy. Mà trước giờ vì sao có rất nhiều người thần tượng con Ven? Vì trước giờ người ta chưa bao giờ tiếp cận một kinh sách, người ta chưa bao giờ tiếp cận những lời giảng dạy của những bậc mà cái như là sư thầy đỡ thuyết pháp, họ chưa tiếp cận, cho nên họ cứ thấy thế là cái như là hay, thấy thế là giỏi, thấy thế là cứ nghĩ ở con bé này chắc là kể như là nó là một người hành căn, con bé này chắc là cũng có ai nhập. Mà vấn đề là trường miệng, thấy thế rồi cái như là thôi mình ngu thì một mình ngu đi, cũng lôi kéo ông chồng vô, anh vô đây anh nghe nè, trời con bé là thuyết pháp hay đó. Đấy, thì ông chồng nghe, nếu mà ông đủ sự tỉnh táo á thì nó con bé là tào lao, con bé nó nói bậy, nó đang lợi dụng cái niềm tin của người khác để trục lợi. Nếu ông chồng khôn, còn ông chồng cũng ngây ngô nữa, ừ con bé là nó hay đó, con bé là hay đó, thì tôi nói chỉ cần truyền miệng đó, chỉ cần truyền miệng pháp là. Cho nên vì sao đó mà những người mà đang bảo vệ cho con Ven với thằng Trường là người ta điện thoại tới tôi hay điện thoại tới tất cả những anh em nào phản biện là người ta chửi bất chấp. Vì người ta chỉ mang cách người ta điện tới để người ta nói cho thỏa cái cơn tức của người ta. Vì mình đã vô tình là động chạm xúc phạm đến cái đạo của người ta mà người ta đang thần tượng. Mà cái đạo này á, đạo con Ven á, chứ đạo ông Trường á, là cái đạo ù ù. Đấy, cái đạo dù dù. Đấy, cái đạo của nó đạo mới. Đấy, mà cái đạo đó chỉ có những người mà u minh mới mê cái đạo đó. Cho quý bà con thấy không? Bất kỳ tôi tiếp cuộc gọi nào cũng vậy. Tôi tiếp cuộc gọi nào mà cứ phe bên đó đó, điện tới là mục đích, điện tới mà để mà nói cho thỏa cơn, mà không cần biết là mình nói vậy luôn. Nói cho nó đã cái miệng ấy, rồi tắt máy. Quý chơi chơi kỳ, chơi chơi chạy. Chơi á, ta nói rồi để người ta nói. Mình nói xong để người khác nói. Mà nói xong, nói xong tắt máy là người ta kiểu là chơi chạy. Đấy, cho nên tôi cái đạo này, cái đạo này là đạo mới, là cái đạo ù ù. Bây giờ đây quý vị, bây giờ nó xây cái nhà lên á,
thì hai đứa nó hành kinh là hành kinh cho cái đạo dù dù. Nên tôi khuyên một câu, anh em nào thiết kế thì cũng nên mà cái như làm cách âm cách đồ cho bài bản. Còn giường khỏe cần đóng giường, làm cái như là đổ cái như là bê tông cốt thép luôn cho nó chắc. Chứ cái đạo này thưa quý vị là hai đứa này nó vô hành căn là cái nắp nhà nắp cửa đấy, cho những vị Phật tử chưa chắc nha. Còn những vị mà Phật tử trong cái đạo dù dù này nhiều lúc tới viếng tới thăm nữa đấy, và cái chỗ nghĩ lại chứ. Nhờ bất chấp, bất chấp mà có một điểm chung, những người bên này điện thoại tới là đại đa số là muốn khai khẩu, muốn nói như đúng rồi đúng quý vị, nói mà không có một điểm dừng. Mà lúc mình nói lại là cái như trả lời cũng giống như con ven đó, mà con ven á nó không thể chạy được, cho nên con ven nó nói là tùy duyên. Còn mấy vị mà điện thoại tới lang thang Sài Gòn chỉ có hai cái: dành nói cho đã rồi tách máy ngang, không trả lời được tách máy ngang luôn đấy. Chơi chơi chạy, chơi đó chơi không đẹp, chơi phải chơi trụ lại chơi. Còn có rất nhiều vị điện tới cũng biết điều, lúc đầu điện tới là nói rồi mình giải thích lại, không? Mình giải thích lại rồi cái họ biết họ sai, họ thâu nói như anh ấy thâu, em không nói nữa, em dừng, thì đó được, đó là ok. Vì điện tới mà chắc điện tới để trao đổi chứ không phải điện tới để cãi lộn, điện tới để mà chửi nhau, đúng không? Mà điện tới mà chắc trao đổi mà dành nói hết rồi cái người ta thắng điện lại là tách máy ngang rồi chơi chơi chạy chơi sao chơi, nè. Nhưng con ven là nó chơi, nó cũng ven nó cũng chơi chạy nè, giải thích không được tùy duyên. Đấy, thiên cơ bất khả lộ, bây giờ nói là đọa xuống 9 tầng địa ngục, nói là không thể lên thiên đàng được đấy. Giờ cái như có tiền cho con ven là cái như là sẽ lên thiên đàng đấy. Mà tôi nói quý, đêm hôm tôi đưa mấy quý xem máy thức phim đâu, kênh mà bây giờ nhận tiền Việt Nam rồi cái như sau đó là cái như là quỳ lạy thí bà nậu luôn, lạy đã cảm ơn mạnh thường quân đấy. Kênh á, kênh mà quỳ lạy đã cảm ơn mạnh thường quân, kênh mà biết giá trị tiền là bao nhiêu đấy, rồi kênh mà sợ không có tiền thuê nhà, kênh mà sợ công an khi mà nhập vô. Bây giờ cái nói câu bây giờ cái như là nếu mà ta lên kênh là công an tới các ngươi có bảo lãnh cho ta không cái vậy. Kênh mà cái như cái tháng này là gần tới đóng tiền nhà rồi nè đấy, tiền điện tiền nước là mới giao hôm qua nè. Rồi mà hồi sáng nghe có một chúng sanh tới đi bằng ô tô tới cho bà ngoại 2 triệu nè. Căng là cái như khi nhận tiền rồi dạ cảm ơn mấy mạnh thường quân, à, quý vị được lên Tây Thiên cực lạc. Rồi các ngươi nào mà động tính ta thì các ngươi sẽ cái như là xuống cái địa đàng. Trời ơi địa ngục mà vẫn gọi địa đàng được. Mà tôi hỏi quý vị bây giờ đó, có nhiều người họ tin bất chấp, họ tin mà họ không còn biết ngày mai đúng không quý vị, tin mang chắc tin quên đầu thai luôn, tin kỳ vậy. Đang tiếp tay đỡ đi làm tiếng tầm bậy canh kiếp gì. Tôi hỏi bây giờ nếu mà mấy bữa nay đó con ve mà nó hành canh á, nó mà có canh bây giờ nó thật sự nói là nó hơi thô chứ là thật sự nó có canh cọt mới dựa cho nó, có canh nào dựa nó cả đó. Con ve mà bây giờ canh là hôm nay là mấy cái kênh mà kênh biện luận đó, mấy kênh đi phán biện lại những hành vi mà sai trái của nó đó. Đấy thì nó hành lại mấy kênh đó rồi đấy, mất view mất like hết rồi, không có vậy. Mà hôm nay thật sự nói về con ven đó là cũng rất nhiều bà con vô theo dõi, đồng nghĩa rằng có rất nhiều bà con đồng cái quan điểm với là những chủ kênh, đúng không ạ? Cho nên bà con mới vô theo dõi, mới vô ủng hộ. Chứ còn nếu bà con tôi nói sai là bà con không bao giờ vô ủng hộ và thậm chí tại chay đấy. Nhưng mà vì sao bà con vô ủng hộ? Đồng nghĩa rằng có rất nhiều bà con cùng quan điểm với những chủ kênh mà đứng phản biện sự việc này à, để tạo một cái điểm tựa, tạo một cái gọi là cái sự mà cái khích lệ cho anh em đứng lên mà phản biện. Chứ nếu mà cái như bây giờ nó thật sự đi nói sai thì ai đâu mà vô mà coi đấy. Mà đi làm một kênh YouTube mà không ai vô coi là cái như xem như tháng đấy uống trà đá chết mẹ luôn nhé, tiền đâu mà ăn cơm đấy. Tôi hỏi đại đa số bây giờ đó, cái vấn đề là vì sao thành trường nó vẫn duy trì con ven đấy, cái nghề chính của nó là nghề YouTube mà bây giờ nó không dựa con ven nó phát triển kênh á, thì nó làm cái gì nó sống? Vì sao nó không thả con ven ra để cho những anh em khác quay? Sợ lộ. Bây giờ cái sự việc nó đã lộ quá nhiều rồi, cho nên họ bích con ven lại, quay độc quyền và tất cả các nội dung là trường phải kiểm soát, chứ không thể để mà trôi nổi ra trước kia nữa. Vì sao? Trước kia có rất nhiều kênh YouTube quay,
mà quay rồi cái thả ra mà gặp ông lang thang Sài Gòn, ông Lục Tàng là ông hai ông là chưa mông soi đó. Trên điện thoại ra bây giờ cái như là Lục Tàng là nó phong Lục Tàng là quỷ vương đâu đó, tao Lục Tàng quỷ vương, còn lang thang Sài Gòn nó vẫn là phong cho một cái là gọi là siêu soi mói. Cho nên tôi có vấn đề không phong tôi siêu soi mói thôi, phong tôi siêu soi mói tôi càng soi mói được đó. Mà tôi soi phải ra đấy. Trên tất cả bà con tôi thấy có những cái nó lạ lạ, những cái sự việc người ta nói là không nghe mà lại đi kể như là mới vừa mở tự đời lên đó là kể như là đi chửi trước cái đã. Thâu nghe ai nghe lang thang Sài Gòn là nói tầm bậy, nói tào lao mà có nghe cái nội dung đâu, đại đa số là truyền miệng, đại đa số truyền miệng. Giống như là cái việc mà tôi nói con ven vừa rồi mà nó có những câu từ mà cái như là người vợ về mét người chồng quất quất cho ông vô xem con bé này thuyết pháp hay lắm, ông chồng vô nghe thấy cũng hợp ý, nó hay thiệt. Bắt đầu ông chồng sang nói hàng xóm con bé này nói hay này, vô coi mà gặp ông hàng xóm ông đã cũng từng mà thông qua kinh sách rồi đó. Thì cỡ như ông chửi ông nói cái con bé này nói mình bậy vì ông cũng đã từng biết kinh sách rồi đó, thì cái sự lan tỏa nó sẽ chặn ngay từ đó. Còn nếu ông hàng xóm mà ông không biết nữa đó thì cái sự mà lan tỏa truyền miệng đấy là nó vô cùng khủng khiếp. Mà nhất là cái thời điểm bây giờ, thời điểm 5.0, chỉ cần chia sẻ đấy, thấy hay quá đúng không? Con ven nói mà trước giờ chưa có bao giờ mà trong đầu của mình nghe một cái câu mà lời giảng pháp nó hay của những vị sư đấy, và chưa bao giờ cặp mắt của mình nhìn vào những cái câu từ mà liên quan đến là kinh Phật. Thì khi mà nghe con ven nó trợ nó hay quá, nó thâm thúy quá thì chia sẻ. Bây giờ Zalo có rồi quý vị, Zalo rồi Facebook rồi cái như là tin TikTok, trời ơi chỉ cần mang nghe đây á, nghe đấy rồi chia sẻ đấy, tôi đảm bảo quý vị trong vòng một đêm là con ven nó nổi như cồn luôn đấy. Mà đại đa số rằng cái như là nổi mà để chia sẻ những cái vấn đề đó mang chắc là cũng là cái tay, vì mình biết cái thông tin đó chính xác, nó hay, nó ý nghĩa thì chia sẻ nó dễ dàng, nó lan tỏa theo hướng tích cực. Còn vấn đề đã không biết rồi đó mà chia sẻ, tôi đã đảm bảo quý vị là cái nó lan tỏa, mà cũng lan tỏa và lan tỏa theo chiều hướng tiêu cực. Chứ cũng từ vấn đề đó mà con ven đến bây giờ nó chưa chịu tách là cũng do nó vẫn còn đang hot, vẫn còn có rất nhiều người giống như cái chị bên Úc đấy, là cái như cũng là cái như cũng 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 muốn là cái như để bảo vệ nó, thì chắc ăn cái sự việc này nó vẫn còn kéo dài, vẫn còn lan tỏa mãi mãi. Đánh tan u minh nghiệp lực các pháp nhân dược chung. Bà con nghe em, nó đang robot, bắt đầu cái robot xách đá lại đang nhập vô đang nói xong mới đầu là cái ông nào đó mà tiếng khàn khàn như con Việt đực đấy cũng nhảy vô cũng nói cùng một câu đó. Bà con nghe nè, nó đang nói vấn đề đó mà nó nhớ trực lại cái câu này là phải cái ông Việt đực nói nè đấy, cái câu mà cái như là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, cái câu đó là dành cho ông Việt đực. Nhưng mà robot này, robot xét đá nói lỡ dở mà nhớ trực lại chết cha rồi, cái đám câu này là ông dịch đực nói chứ. Để trên trong một câu mà hai người nói luôn quý vị. Rồi trong cái đoạn này nó nói mà nó khang khổ, nó nói nó gồng quá, bà con cứ nói thử đi. Nói mà gồng quá khang khổ rồi cái như là nó có những cái mà nó phản ứng lại ngay liền. Bà con nghe này. Lan chia bà như thả lan tướng đại trương phu là Như Lai thầy trời người, dục giới sắc giới thọ sắc hành tướng diệt thọ tướng định, đi sâu chánh định học pháp giáo hóa chúng sanh. Nó nói ghê, nó nói như đúng rồi quý vị thuộc lòng đấy. Mà cuối cùng là cái như là vẫn là câu nãy tôi hỏi bà con, có thấy con ven này nó hành pháp nó phổ độ chúng sanh ngày nào hay chưa đấy, cái đó là điều thực tế nhất đấy, nhìn thấy được đấy, nó phổ độ chúng sanh, nó phải hướng chúng sanh đi cái đường lành lánh dữ, tránh cái u mê tâm tối. Nhưng mà những người mà đang bảo vệ con ven là đại đa số rằng thứ nhất là họ có những cái xảo ngôn nó vô cùng khủng khiếp, thứ hai là họ cũng có đầu óc vô cùng tâm tối. Cái vấn đề bây giờ họ đang cả như a vô cổ xí cho việc thành trường đi ở con ven, trong khi đó là họ phủ nhận tất cả là Túng là đang là chồng của con ven. Tôi hỏi quý vị có những vấn đề đó mà vẫn đi a vô cổ xí đúng rồi đấy. Điều bất hợp lý. Đánh tan u minh nghiệp lực
các pháp giáng dục chúng sinh, tất sẽ thành tựu đạo quả Bồ Đề. Họ biết làm biết sự làm cái khẩu ác. Đấy, con ha. Đang nói, đang bắt đầu robot sẽ đang nói, bắt đầu chuyển cho cái ông Việt Đực nói. Cái ông mà cái 32 tướng tốt 80 đấy, cái ông đó tôi gọi ông Việt Đực nha quý vị. Là gọi là cái câu mà câu của lang thang Sài Gòn đó, ông Việt Đực đó. Nói tiếng hàng khang khang ở Việt Cô đó. Nhá. Rồi bắt đầu tới đó là quên. Quên từ là bú rồi la la đấy. À bà con nghe đó nè. Quên câu luôn. Vật chúng sanh thân tâm nghiêm trang thanh tịnh, chánh niệm chánh định chánh tư duy chánh kiến, nhất tâm bất động diệt thọ tưởng định. Biết sư phụ khu biết sư ta lãn ta biết sư lãn khu khu vi sư ta sư ta hà bàn sư ta liệt sư lãn chúng sanh không biết. Đấy, bà thấy nói lộn xạ luôn, cào cào luôn. Tôi nghe câu là cái như là ta đi xe lam, ta đi xe lam, ta đi xe lam, mà nay thời bây giờ không còn xe lam nữa, đi chắc là chuẩn bị là cái như đầu trần đầu đất. Tôi nghe nói đó, ta đi xe lam, ta đi xe lam, mà tôi đảm bảo quý vị bây giờ cái con này đúng nó quên uống thuốc mà ra mang hành pháp. Đấy, quý vị thấy ma mị, lúc người này nói lúc người kia nói, gọi là cái như là gọi là đa ngôn ngữ, đa ngôn ngữ mà ma nhất như một cái chợ. Tôi bây giờ con Ven ấy, một mình của nó có thể ra làm một cái chợ được, vì rất nhiều giá, rất nhiều thứ tiết trong đó. Bây giờ nó giảng pháp mà tôi nghe câu từ với bà con là nghe rõ, biết tôi nghe là cái như là đây nè, bu xe lam mà đi xe lam rồi đó. Thọ tưởng định biết sư phụ khu biết sư ta làm ta biết sư làm. Bà con nghe gì không? Phù sa cu cu, phù sa cu cu, đấy đang gọi cu. Đấy, cái phù sa cô cu đó có nha, chứ không phải tôi đâu nói đâu. Phù sa cô rồi coi như là bét salam đấy, không biết là câu thua. Này các cô cu nha, các cô cu đó, do cái Phật tử nè, Phật tử mà cô đạo dù dù của Ven với trường vô nghe 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 cho hiểu những cái câu đại chú nè, mấy câu gọi mấy câu thần chú này đó. Là bà con nào mà thuộc cái đạo dù dù của Ven trường vô nghe cho rõ. Niệm chánh định chánh tư duy chánh kiến, nhất tâm bất động diệt thọ tưởng định. Biết sư phụ khu biết sư ta lãn ta biết sư lãn khu khu vi sư ta sư ta hà bàn sư ta liệt sư lãn. Bù sa cu cu à, tức là tôi dịch, tôi tạm dịch là cái như là tạm sa cu cu, là tạm sa hàng trường đó, tạm sa cu cu là tạm sa hàng trường. bu salam tạm sa hàng trường đó, bu salam đó đi hành pháp đó. Câu còn bà con dịch là thế nào cứ dịch thoải mái, mình mới có thể được dịch mà, có nghe tiếng cu cu, có nghe tiếng salam đó là cái dịch tạm sa cu cu, tạm sa cu cu là tạm sa hàng trường. Bu salam là để đón salam để đi hành pháp đấy. Bà không biết bà con dịch sao, tôi thua, còn riêng tôi dịch thế. Trời ơi, thánh thần nào lên mà lúc là tiếng kinh, lúc là tiếng gì đâu ấy, còn lúc là cái tiếng trẻ con, lúc tiếng mà tiếng Việt cổ, bó tay rồi hết được. Chúng sanh không biết ta là ai mà phóng sợ chí tâm. Sư phụ ơi, sư. Đấy, chúng sanh không biết ta là ai mà hỗn sợ ta, rồi bắt đầu là kêu sư phụ, kêu bú sư xua luôn. Ôi, bốn sư thích ta mà ni Phật đưa ta, sống bị đau khổ quá đi, ta không muốn ở cổ ta là hai lời chân. Đấy, bây giờ thấy cái câu này là cái câu chết nhất nè. Thần Phật, thánh thần đã đi phổ độ chúng sanh mà đưa ta xuống đây giờ khổ quá, đưa ta xuống đây giờ khổ quá, mà không chịu khổ nấu sao thành Phật. Đấy, mà thành Phật là bây giờ đi phổ độ chúng sanh là sợ khổ, thế thì là sao? Cái này nó khó giải thích đúng không quý vị? Bà con nghe rõ nè, chính nó nói luôn, mang chắc nó xàm đến lúc mà giống như bây giờ đó, bú xa xa cu cu, bú xa xa cu cu đấy. Đấy, giờ quên cu ở đi đón xe lam đi hành cái
Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật đây ta, sống bị đau khổ quá đi, ta không muốn ở cõi ta bà hai lời chăng? Nào gì đây? Ta không muốn ở cõi ta bà đâu, thế mày ở đâu? Mày chui xuống dưới đáy biển mày ở hả? Nó ma mị quá bất chấp. Đấy. Cho cái vấn đề này thì bà con cứ dịch thoải mái nha. Chứ dịch thoải mái cho tôi dịch là cái như cái quên cu bu salam đi kể như là hành kinh đấy. Hiểu đấy. Người ta xuống đi cái khổ hạnh đầu đời trần chân đập đất cao quá chúng sinh phí bán nhà mà ta nghe vậy đi. Ta... À. Giờ đầu đổ trần trên mặt đất mà cái như là chúng sanh phỉ bán ta thế này là sao là hồi nãy giờ cái bà Út rồi nè, bà Út này bà cũng dạng cái làm bà là mẹ nuôi của trường, bà cũng mang mơ muội cũng là có những cái gọi là hỏi có những đoạn mà gọi là hát hò rồi bà bảo mấy đấy tôi lại ghét, tôi không muốn đưa vô đây, có những cái phản cảm đấy. Bắt đầu tới bà đây bà hỏi thì cái con này nó sẽ lộ, bà tới bà hỏi những câu mà cũng bà đây chung cũng có biết một tí gì kể như là Phật pháp, tới bà hỏi đó thì cái con này sẽ lộ. Cho nên bây giờ cái như là sư phụ ơi đưa ta xuống đây để mà cái như là khổ quá mà tôi hỏi quý bà con bây giờ đó thì cái câu vừa đầu nó cậu ấy đâu vừa bỏ tu mà để bu xe lam để đi kể như là khổ độ chúng sanh là có, nó có nói đó bỏ cu bu salam đó, câu đó là cái như bỏ cu bỏ trường đó, tu là trường đấy, bỏ trường đi để bu salam là để đi hành pháp, đi khất thực, quên để đi phổ độ chúng sanh đấy. Mà bây giờ đó bu salam còn thăng khổ, bu salam mà cái như là trời ơi, đưa ta xuống đây chỉ cho khổ. Ủa, khổ không khổ sao tu phải khổ chứ, người ta gọi khổ hạnh, chính miệng nói mà bây giờ nó muốn đi khổ hạnh mà đi khổ hạnh mà bây giờ vô tới đây sợ khổ. À, tôi hỏi quý vị thế là sao, không hiểu nghe là con nghe rõ đi. Nhất định sinh quyết tâm bất lòng diệt thọ tướng định để đi vô thiền định. Nè, giờ tới rồi đấy, bây giờ bắt đầu tới đó quý vị. Chắc là cái đoạn này nè, trước khi nói đoạn này á là nó cũng đã đi vô toilet rồi, nó đi dán cái con rắn đi lết cái vô cũng đóng dài loan được mà ra nói quên bắt đầu cái như là đáng lấy cái đoạn 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp đó. Đó là cái đó là cái như là dành cho cái ông Việt Đức kêu nói mà bây giờ ra quên mà chắc quốc mấy loan rồi quên bắt đầu cái như là thánh robot lên nói mấy câu rồi nhớ trực lại câu này là dành cho cái ông Việt Đức đây, bắt đầu dứt câu Việt Đức nói xong rồi cái như nói mà quên lời đó, quên lời bắt đầu dịch sang là quên cu bu salam đấy, câu của cô Ben đấy mấy chị, nó thực tế thế, nói quên lời nó bá xô bá xà bá xí bá xà đấy, là chúng ta dịch sao chúng ta dịch miễn sao là có dịch được đâu, đúng quý con, nó đâu có hiểu đâu mà bản thân của nó nói nó không hiểu sao mình người nghe mình hiểu, đúng không? Bản thân nó nói mà nó còn không hiểu mà bảo sao tôi nghe mà tôi hiểu, cho nên tôi cũng phải dịch bài đại thôi chứ tôi có nghe cái câu là bỏ cu bu xe lam là có đấy, thì tôi cứ nghĩ là bây giờ tôi dịch đại là cái bỏ thành cu trường đấy, để bu xe lam để đi mà cái như là hành khách đi hành pháp đấy. Nên bây giờ cái như sợ là đi xe lam về khổ, đi xe lam thì ai cho tiền khổ đấy, sư phụ ta khổ quá đưa ta không đây chứ ta khổ quá đấy. Có hết biết quá vì đạo hành gì đó, ta và người đã quá dễ còn thích thù hành gì đi, ta kể lấy người Phật thôi. Yêu ma quỷ quái không dám đến gần ta đâu, chạy 360 độ đó. Chạy 360 độ chạy đồng tròn nha quý vị. Đấy, yêu ma quỷ quái mà chạy 360 độ là chạy đồng tròn. Nha. Đấy, yêu ma quỷ quái giờ nó chạy như cánh quạt, nó chạy cái đồng tròn, nó 360 độ đó. Nó nói mà. Giờ cái yêu ma quỷ quái là cái không dám tới gần nó. Đấy, gặp nó là phải chạy tròn. Nó chạy tròn, chạy 360 độ chạy tròn á. Có những cái mà tôi thấy là nó vô cùng nó ma mị đến mức mà cái nội dung nó vô cùng rộng mà vẫn được nhiều người cái ca tụng. Trời ơi con Ben nó nói đúng lắm, trời ơi con Ben nó nói mà siêu sao lắm.
Mà cuối cùng có cái vị Phật tử, cô đó đệ tử chân truyền sáng điện tôi cũng thừa nhận á, là con ve nó đang bị tâm thần. Cái đệ tử mà đệ tử nó là cái con cái bà chị mà ở bên Úc đó quý vị, điện thoại khẳng định con ve nó bị tâm thần. Tại vì người đang quá dễ oan kết thù hằn rồi đi, ta sẽ lấy người Phật thương. Yêu ma quỷ quái không dám đến gần ta đâu, chạy 360 độ đó. Nó nói đó, yêu ma quỷ quái là không dám đến gần ven đâu, nó hôi quá sao tới. Yêu ma quỷ quái sao dám tới nó, nó quế. Chung là tới chỗ ven nó quế quá, không ai tới được. Mà chỉ chạy vòng vòng chơi vui đó. Giống như là cái thời xưa mà chơi trò chơi mà dễ vòng tròn, là cái như là Big Mac bắt dơ chạy trong vòng tròn đấy quý vị. Chạy vòng tròn là chạy ngược chạy xuôi đó, là cái như miễn sao chạy trong vòng tròn bắt được người đó là người đó phải thay. Ở quê tôi có chơi trò chơi mà lúc thời xưa mà ở quê mà cái như là những đêm trăng tròn đó, là trẻ em là cái như là vẽ một vòng tròn lớn. Ở quê là có một cái sân, cái sân đó là sân của cái sân kho thời xưa là có thể bao cấp đó. Tất cả lúa hoặc là cái gì đó mà cái như khi người ta gặt rồi người ta tập trung về đó, rồi bà con là cái ra đó để mà cùng tham gia sản xuất đó. Rồi lúc mà hết tham gia sản xuất mà mùa gặt á thì dọn hết cho sạch và trở thành một cái sân vui chơi giải trí, đá bóng hoặc là chơi những trò chơi mà dân gian đó, là dành cho những đứa trẻ trong cái thôn đó. Và trong đó có trò chơi là gọi là cái vẽ một vòng tròn là biệt bét bắt dê đó, là cứ chạy là vẽ vòng tròn, mình phải chạy theo vòng tròn đó, chạy theo vòng tròn đó, nếu mình bắt được ai là người đó sẽ là cái như là bị là cột mắt cũng chạy theo cái đó. Đó là cái cuộc chơi à, cứ chạy theo vòng tròn rồi. Mà con ven này nó cũng thế này. Bây giờ ma yêu ma quỷ quái không dám tới gần nó, mà chạy 360 độ là cứ chạy vòng tròn à. Cứ là yêu ma quỷ quái tới là cứ bậm mũi là chạy vòng tròn theo con ven thôi, chứ không dám tới gần à. Mà thâu chứ cái chi mà hành người ta ác thì không cho người ta tới, cho người ta chạy thẳng, người ta chạy đi luôn đi. Mà bắt chạy tròn tròn chứ nó say sẵn mặt mày. Con này cũng kỳ đúng không quý vị? Chạy mà giờ cái bắt yêu ma quỷ quái mà tới gặp ven là phải bậm mũi chạy tròn tròn. Chạy vòng tròn thôi, 360 độ chạy vòng tròn đó. Ba mị. Tại sao ta đi được tính đi không? Đấy, biết tại sao ta đi được đó không? Nhất nãy Bu Sa Lam giờ mà tới đó. Ta đã chỉ gì với tính không của ta đó. Ta biết là quyền cơ của ta trở về tính không, là ta mượn sát thân người phàm đi trở về tính không, là bổn lai của ta. Năm giới quyền cơ mười phương chư Phật thiên nếu ngài là à, bắt đầu giờ bà đây bắt đầu ấy, bà tiếp lời nè. Bà đây là tôi giới thiệu lại, bà là mẹ nuôi Cô Trường. Mẹ nuôi ông Trường, bà đây cũng ở trong một cái miếu. Bà đây ở trong một cái miếu, cũng gọi là cái miếu to lắm quý vị. Trường dẫn ở đây, dẫn đây rồi cái như là chào hỏi mẹ con mẹ đồ đến cô mình vô đoạn đây. Bà nói thôi, không có chào hỏi mẹ con hết, chào hỏi mẹ con người ta sẽ hiểu nhầm nè. Để mà chắc là nó vô tư, gọi là công minh vô tư xíu nè. Cho nên là cái như không cho nhận mẹ con luôn. Và đến bây giờ giai đoạn bây giờ là mang chắc là giữa bà đây với con ven đang đấu khẩu. À, nấu khẩu rồi quý vị nghe có những cái đoạn mà nó nói và nó sặc lên quý vị, nó sặc lên. Để xíu tới đoạn đó tôi chấm dừng lại cho bà con nghe ha. Kiếm lai cút xác này rồi thì phải nhìn ta là ai? Ngươi chết trên thiên xuống đi. Trên thiên là ai? Bây giờ ngươi có thể nhìn ta không? Nhìn ta là chết gì là ai chứ ta nhìn được ngươi? Chơi đánh đố quý vị. Bà đây hỏi anh ven á, nhìn bà là ai, ra là ai hay không? Đó. Bắt đầu là cái như là nó chơi đánh đố lại, nó bà nhìn ra nó nhìn ra bà. Thần thánh đấy quý vị đấy. Thần thánh đấy. Thần thánh mà đây chơi bài là cái như là giống như là chơi tìm áp đắp ăn đúng. Đấy. Bà hỏi mày cái nhìn ta là ai không? Kia cái con ve đó, mi nhìn ta là ai thì ta mới nhìn mi là ai. Trời ơi chơi kỳ vậy, chơi mà giống như là bây giờ chơi đáp ăn đúng. Cái những vấn đề đây tôi nói là nó thể hiện tất cả những cái sự ma mà nó lộ ra hết. Đó. Cái vấn đề là cái như là đúng rồi. Ngập Nguyên con này khôn ác, đúng rồi, chính xác là không? Nó không dám trả lời trước. Mày biết đâu
Bà đây nhiều lúc là bà hỏi cái chơi đó mà nhiều lúc nó trả lời trật lắc là sao, cho nên là bây giờ để nó phải ngược lại bà là phàm hay là bà là có ai nhập bà chưa. Đấy, nếu mà có ai nhập với bà là mang chắc nó cũng là cái như là solo luôn đó. Mà bây giờ cái như là nó chơi kỳ, bà hỏi là nó, bà hỏi nó trước, nên là nó quay ngược hỏi là bi đón ta là ai thì ta đón bi là ai, nó phải không nghe nữa. Trời ơi, trời. Năm giới quyền cơ mười phương chư Phật thi. Nếu ngài mà chuyển lại cốt xác này rồi thì phải nhìn ta là ai? Ngươi chợt trên thiên xuống đây. Trên thiên là. Đó. Lúc đầu là ngươi là từ trên thiên xuống đây. Bà hỏi trên thiên là ai? Bây giờ mi đón là ta, ta đón là mi. Giống người quen là lâu năm gặp lại đấy quý vị. Mi thử mi đón ta ra là ai không? Lâu lâu gì, lâu lâu rồi bạn bè xưa gặp lại mà. Mày còn nhớ tao không? Mày đón tao thì tao là ai? Tao đón tìm mày là ai? Y xì. Bây giờ mày có thể nhìn ta không? Nhìn ta là chắc gì là ai thì ta nhìn được ngươi. Hồi nãy giờ tao nói ông ra rồi. Ta không phải là ông lão đâu. Tao phải ông lão mà nhìn nhìn cái cảnh này thật giống mày xì, giống cái gì? Giống trong trại mới ra đó, giống chồng mới ra đó. Mày đâu đây? Tao trọng mới ra, nhìn tướng là biết rồi, quần mà kéo lên tới rúng là biết rồi nữa. Đấy, là chứng tỏ là cái ở trọng mới ra thôi. Nếu mà cái như gặp lâu ngày gặp lại mà quần mà kéo lên tới rúng là cái như là hỏi ở đâu ra là chắc anh câu trả lời tao ở trọng mới ra, đảm bảo quý vị luôn. Và cái này, cái trường hợp này cũng y xì đấy. Trời ơi, kiểu cách tôi nói trời ơi, bị quý vị nhìn ơi, nhìn cái cảnh là thấy tôi, thấy tôi cười no ruột. Năm giới quyền cơ mười phương chư Phật thi. Nếu ngài mà chuyển lại cốt xác này rồi thì phải nhìn ta là ai? Ngươi chợt trên thiên xuống đây. Trên thiên là ai? Bây giờ ngươi có thể nhìn ta không? Nhìn ta là chắc gì là ai thì ta nhìn được ngươi. Hồi nãy giờ ta nói ông ra rồi. Ta không phải là ông lão đâu. Mà con nghe đoạn này nha. Nghe ở đây là cái nha, coi chừng cái là cười xẹt cơm á, bà con ăn cơm dừng lại. Thật giả quá kiếp nàng không. Tiền thân kiếp trước là có hồ ly chuyển kiếp. Dũng hát bội quê quá vậy, bà con nào mà ở miền Trung á, cái thời xưa là cái còn hát bội đó. Đấy, hát bội là cái đoàn mà hát mà nổi tiếng nhất là đoàn Đào Tấn. Đấy, hát bội đó là cái là mặt mày vẽ cho nó bận trợn lên ra cái đứng hát mà cái như là toàn ứ không á, cái hát đoạn là cái ứ đó là cái kiểu đó này nè. Bà đây là bây giờ bà cũng đang chuyển về cái vấn đề đó, dặn người ta gọi là hát tuồng đó nhé. Người ta có những cái mà nó ma mị quá bà con ơi, mà nghe mà nhìn thấy nó cười đấy. Mà rất nhiều người lao đầu vô tin cũng kỳ vậy đây nè. Tiếp tục nha. Không phải là hờ nghi đâu nè. Long trượng của hai thần nằm đó, nếu mà nhà ngươi trịch một chút xíu quýnh tan hồn, nghe chưa? Nghe cái gì hả? Gặp bà đây đâu phải dặn vừa đâu, dặn thứ dữ đó. Dặn thứ dữ, chọn một phát là quýnh bay hồn luôn, ghê không? Đó, bà con nghe đi, nghe rồi sẽ hiểu là cái đây là cái đạo gì. Đạo là dù. Loạn chọn là cái chạy tròn tròn ấy, tại chạy tròn là dù đó quý vị, chạy mà 360 độ, không có yêu ma quỷ quái dám tới gần ta, mà tới gặp ta là chạy 360 độ là cái chạy tròn tròn đấy. Đó. Mà tôi không hiểu là bây giờ mà cái như là nếu mà không tới gặp không đủ duyên thì ta đi chứ bắt gì bắt người ta chạy tròn tròn chứ giờ tội vậy. Nể chút xíu kêu bằng ông nha. Quý vị. Quý vị thấy hai người cõi trên mà gặp nhau nói chuyện thấy ấy, giống không? Giống y xì. Hai người này gặp nhau nói chuyện là giống từ trong đó mới ra đó. Đó, giống y xì từ trong đó mới ra đó. Mà người ra trước, người ra sau gặp lại là tay bắt mặt mừng, mày ở đấy mới ra uống thuốc hết chưa? Ta lấy cái huệ thông của ta, ta đã nhìn ra ngươi là ai rồi đó. Ghê, yeah. Huệ thông. Toàn là dùng mấy từ như mà đồng năng. Đồng năng là tiền. Bắt đầu là cái như là gì huệ thông rồi cái như cái cây gì con ven hay cầm, chung là tôi cũng không tham gia vụ này mà tôi không để ý mấy cái chuyện đó lắm nè.
toàn là dùng những cái câu mà giống như trong phim kiếm hiệp rồi quý vị đấy, giống như là trong mấy cái phim mà cái như là phong thần rồi đấy, đấy. Dùng quý vị cái xem mấy phim phong thần rồi đấy, là cái nghe những câu từ này y xì, có những câu từ giống không khác đâu. Cứ xem phim phong thần quý vị sẽ nghe có những câu mà kể như là những vị này cũng đang nhắc này. Đang tài phải đi bên hai chúng chắc chắn như vậy thì không biết rồi. Mà tại sao ẩn như vậy đây? Hả? Ẩn như vậy là sao? Ẩn giấu tướng hả? Giấu tướng là gì? Xuống phàm trần tới quậy hay gì? Ở trên xuống phàm trần quậy hay gì? Quậy hả? Quậy thế. Gặp cặp đây diễn là đúng bài nữa. Biết sao mấy bà bên kia không tin, bà đây cái như bà thờ cái miếu mà to đùng đó mà cái như bây giờ bà phán mấy câu đó bảo sao cái như ai tin, đúng không? Cho muốn tin á thì một mình con ven nó không thể làm ra trò mà để tất cả các bà con cùng tin, mà cũng phải có một người đứng đằng sau á đó. Bây giờ phải làm như thế đó, phải tới gặp ông này bà nọ đó giờ cái như là mới tin nhé. Rồi mới đến VR được. Cho nên vấn đề đây xin thưa quý vị là cái như diễn quá sâu. Đấy. Chắc ở trên thiền đình tôi bái làm thiên công hả? Tu đi. Giờ chúng người ta phải tu chứ. Gắn tu đi. Tâm tâm này đau khổ lắm vì chúng sinh đau khổ ta phải tu đó. Đấy. Chúng sanh đau khổ mà nó phải tu. Sao kỳ vậy? Chúng sanh đau khổ nó phải đi giải thoát chúng sanh chứ, nó phải phổ độ chúng sanh chứ, mục đích của nó đi phổ độ chúng sanh đấy. Mà tại sao chúng sanh đau khổ mà nó là phải là người đi tu? Quý thấy tào lao không? Đi hành kinh là gì? Đi phổ độ chúng sanh là gì? Rồi chúng sanh là ai đấy? Rồi chúng sanh đau khổ vì sao nó phải đi tu? Quý vị thấy có những cái nó nghịch lý. Tôi nói bây giờ là ai đói thì ăn thì no, chứ tự nhiên mình đói bảo nó ăn bảo mình no sao được, đúng không vậy? Mà bây giờ chúng sanh khổ mà nó phải đi tu, sao kỳ vậy? Nó phải là người hướng dẫn chúng sanh tu, đi phổ độ chúng sanh đấy, đi hướng người ta một vấn đề tu tập. Nên có những cái mà cái đạo diễn nó viết ra rồi đấy, mà kể như là nó thật sự cái ông mà ông duyệt kịch bản đó, ông duyệt kịch bản ông cũng không có một tí gì một chút mà trí tuệ trong cái văn học đấy. Trên những cái câu từ nó quá rõ ràng, dùng cho vấn đề là dùng cái nhân xưng với nhau thôi đấy, dùng nhân xưng và cái hành động, mà lại là cái như là cái ông mà ông duyệt kịch bản ông không hiểu, ông không có một chút trình độ trong cái văn học luôn quý vị. Cho nên ông duyệt tình bậy rồi cứ ra đó diễn thế, cuối cùng gặp cái con đây mai các từ trọng nó ra nữa cho nó không hiểu, khi nó đọc là đọc tình bậy hết đấy. Chúng sanh khổ nó đi tu, ủa chúng sanh khổ sao nó phải đi tu? Nó bây giờ nó đã đắc quả rồi, nó xuống phổ độ chúng sanh mà, đúng mà con? Bây giờ giai đoạn nó đã đắc quả, nó đã xuống phổ độ chúng sanh, tại sao phải quay ngược về tu lại làm chi? Đó. Cái điều thật biết quý vị thấy vô lý chưa? Cho nên có những cái như thế đó nó mới lòi ra được bản chất bọn này. Chúng sanh khổ mà mình là người kể như là đã đắc quả rồi, giờ đi phổ độ chúng sanh, mà lại bây giờ xuống này gặp cái bà đây là buộc phải giờ tu lại thì thâu thua rồi, cái tu ra tu ngàn kiếp. Ê, hôm nay đắc quả rồi cái nhà xuống gặp anh Trường anh lột mấy quả rồi, anh lột hết quả giờ tu lại quý vị. Tôi nghĩ chắc cũng đúng đấy, đang tự nhiên đắc quả ngon lành gặp anh Trường anh lột cho một đêm ba quả đó, bây giờ không còn quả nào phải giờ tu lại. À, tu đất quá xuống lại. À, bây giờ chúng sanh khổ rồi, hôm nay bị trường lột miết rồi, còn quả rồi để mà tu. Hết quả rồi. Ta sẽ gì chúng sanh ta hồi nãy giờ thử nhà ngươi thôi, chứ ta lấy người ta chuyển quá ra, ta lấy cặp mắt thần của ta nhìn ra là ta biết nhà ngươi là ai rồi em. Ghê trời ơi. Toàn là những cái mà cái câu từ người chởn xuống, ở đâu xuống, chởn xuống, chổng mới ra. Anh ở đâu anh tới, chổng mới ra, trên xuống, trời y xì, nghe đoạn đây là tôi nói không sai một sai luôn. Nhưng bây giờ mà dùng mấy thần, đúng không? Nói gì? Nãy dùng thiên nhĩ, giờ dùng mấy thần, đấy.
Rồi coi như là bây giờ coi như hỏi mi đâu tới, mi đoán ra tao, tao đoán ra mi. Chơi chơi là coi như là chơi đoán, nhìn mặt đoán nhau thôi. Nếu mà bỏ trên thiên đó xuống đây phàm trần thì phải chuyển đi, không chuyển là bị nha. Bị vậy con mang bắt ta hả? Bị. Bà con nghe gì không? Bị vậy bị công an bắt ta hả? Đấy, có chứ đâu phải tôi nói nó oan đâu. Nó đang cỡ như nó đang nói bà này, nó đang nhập tâm trong cái vấn đề mà kiếm hiệp, mà bắt đầu bà đây nó bị một cái vậy, nó quay ngược lắm. Bị vậy bị công an bắt ta hả? Tôi hỏi quý vị giờ thần thánh mà xuống mà nghe mà sợ công an. Đó. Tôi nghĩ là cái tôi nói cái ông đạo diễn ông còn tệ, mà gặp diễn viên nó tệ hơn. Bắt đầu là gặp cái thằng quay phim nó quay, rồi giờ gặp cái thằng mà rà soát cái nội dung nó cũng không có một trình độ nó rà soát. Đấy. Cho nên những thước phim gọi là đưa lên mà nó rẻ tiền thế này quý vị. Đấy, bị vậy bị công an bắt ta hả? Bà con nghe rõ nha, chứ tôi không nói oan đâu. Cho Lan Thang Sài Gòn xin một like quý vị nha. Ta nhìn ra là ta biết nhà ngươi là ai rồi em. Nếu mà bỏ trên thiên đó xuống đây phàm trần thì phải chuyển đi, không chuyển là bị nha. Bị vậy công an bắt ta hả? Bị diệt tiêu sát đó. Đó, bị vậy bị công an bắt ta hả? Rồi bà đó bị diệt tiêu sát á, đó quý vị đó. Chứng tỏ bà này vẫn còn tỉnh nha. Bà này vẫn còn tỉnh. Tuy là ở trển mới xuống đó, chứ vẫn còn tỉnh lắm à. Dễ gì. Chỉ có con này nó ở trọng mới ra thôi. Cái con ven này nè, nó ở trọng mới ra cho nên nó vẫn còn là sợ công an. Còn bà kia ở trển mới xuống đó, là bà nhắc nhắc. Không phải sợ công an bị tan sát, không phải sợ công an đâu. Mấy con nghe nghe rõ nghe. Tôi không nói oan uổng bất kỳ vấn đề gì của ai cả. Đấy, nhưng trên chính từng thứ phim này, nó lừa đảo, nó dối trá, lọc lừa trên chính từng phim. Ma Phật nào mà sợ công an? Hả? Tôi hỏi quý bà con giờ ma Phật nào mà sợ công an? Đó. Mà bây giờ tôi nói sợ, bây giờ đó, vì sao nó sợ công an? Ở chậm mới ra mà chưa cấp giấy. Vì tôi ở chậm mới ra chưa cấp giấy nên mày sợ công an bác lại. Đó. Còn bà kia ở chợn mới xuống, ở chợn mới xuống mà gặp con ở chậm mới ra. Và bây giờ ma chắc một cặp luôn. Đó. Và chơi bài ma chắc là cái như là gặp mặt là đón tên. Lâu rồi không gặp nhớ tên quái đâu mà bây giờ bảo đoán, bà biết phải đoán. Một người ở chợn, một người ở trọng gặp nhau. Rồi bây giờ là gặp nhau tại trong này phải đoán ra là tao tên gì, mày nhớ tao không? Rồi bà kia kể như là mày đoán tao hay nhớ mày hay không? Rồi cái con kia nó bí quá, bây giờ mày đoán tao trước tao đoán mày sau. Đoán chặt lắm. Rồi bây giờ sợ công an bắt. Mấy con nghe rõ rất rõ ràng luôn, không nói oan nó ngoa gì hết. Đấy, ở chậm mới ra thôi, mới sợ gan thôi. Ta hả? Bị diệt tiêu sát đó. Thì đau khổ lắm rồi, chúng sinh đau khổ ta phải từ đó. Ta sẽ gì chúng sanh ta sẽ... Hồi nãy giờ thử. Trời ơi, sợ chúng sanh khổ nó mới đi tu. Đáng lý bây giờ đi phổ độ chúng sanh, mình là người đất quá rồi mình hướng chúng sanh. Nhà ngươi thôi, chứ ta lấy ta chuyển quá ra, ta lấy cặp mắt thần của ta nhìn ra là ta biết nhà ngươi là ai rồi em. Nếu mà bỏ trên thiên đó xuống đây phàm trần thì phải chuyển đi. À, nghe rõ nha. Đấy, bà con nào chưa nghe rõ là nghe rõ nè. Đó. Ngay cả về tôn giáo nó cũng xúc phạm. Nó xúc phạm tôn giáo xong bây giờ nhắc đến những cái vấn đề khía cạnh khác, nó lại sợ đến chính quyền, nó sợ công an. Đấy, rõ ràng thế này. Không chuyển là bị nha. Bị vậy công an bắt ta hả? Bị diệt tiêu sát đó. Diệt tiêu sát tại sao vậy cô? Tại vì có hồn xuống đây loạn quá. Yeah. Bà con nào bây giờ còn binh con ven đó, nghe nên vô nghe cái vấn đề này rồi để hiểu. Rồi có chứ là chửi Lăng Thang Sài Gòn có nói oan nó sai không? Yeah. Oan quá hả? Là bị tổ quái nhập ma đó. Yeah, quý vị còn thấy không? Nói như phim không công luôn. Vẫn cái câu mà tẩu quả nhập ma rồi bài bản. Rồi lúc mà cái như bắt đầu là lắng rạnh nhân lúc mà bắt đầu là cái ông mà ông tiếng Việt cô ông lắng rạnh kịch một phát bắt đầu khói đệ tử lên là sư phụ thanh thiên là cái lúc câu mà khực khực lên đó. Đấy, xíu là bà con nghe đó. Mà cái vấn đề này nó nói bắt đầu nó khang cổ bắt đầu dắt. Vì cháu xin lỗi, cháu sẽ cố gắng tình tâm.
Giờ là xưng cháu thôi, nãy là ta ngon lành, bây giờ cái như là có cái tí rồi xưng cháu rồi đó. Không muốn nói tay chân thương nữa, chỉ một mình ta biết, không cho có pháp chúng. Đúng, gán tu đi, không tu là không được nha. Phải tu, phải ăn chay. Phải tu, phải ăn chay, quý còn thấy cái mâm cơm vừa rồi nó ăn chay các bạn quý vị. Phàm trần này, tu sao sắc tướng phải đổi, tâm sinh tướng, tướng sức thần, thần sức tướng, nghe chưa? Bà con nghe đoạn đây là nó bị nãy giờ nó ráng nó gồng rồi nói đó. Cái đoạn này nãy giờ nó ráng nó gồng rồi nói đó. Rồi bắt đầu nó bị khang cổ này, nó mới sạch đó. Nãy bà con nghe nè, nghe mà nhìn thấy luôn ha. Chứ cũng có những cái vấn đề này thì bà con mới nhìn rõ được. Thay đổi tâm sinh tướng, tướng sức thần, thần sức tướng, nghe chưa? Còn nếu mà tâm mà sanh ra tướng như thế này thì không phải là tâm thiên. Nếu tâm thiên mà sức tướng phải có hồn thiên và tâm sức thần, thần sức tướng. Khuyên cho nghe để tu thôi, còn không là bị buộc đó. Về tới đây bị buộc khổ lắm, hiểu chưa? Bây giờ la giỏi quá, nhìn tôi là ai? Bắt đầu. Để tôi lặp lại cái đoạn mà nó bị sạc. Tâm không muốn mấy tay chân đường nữa. Chỉ một mình ta biết, không cho các pháp chúng. Đúng, gán tu đi, không tu là không được nha. Phải tu, phải ăn chay. Xuống phàm trần này. Đó, bà con nghe. Tới đoạn đó nó sạc. Nó đang khè cái tiếng nó hết cỡ rồi. Tới đoạn nó bắt đầu sạc lên đó. Bà con cứ thử coi, bà con cứ thử mà ém cái thanh quản của mình nè, nói rồi cái như là không uống nước vô đó, tôi đảm bảo quý vị nó còn cái như là nó sạch hơn. Con này có sự điêu luyện rồi nè, có sự điêu luyện rồi đấy. Bà con nghe lại nha, tôi phải ăn chay. Xuống phàm trần này, tôi sao? Thôi chưa. À, thần Phật cũng biết kho, cũng biết là rắc giọng đấy, chứ không phải thần Phật là không biết rắc giọng đâu nghe. Cho nên biết rồi, giờ tôi biết là ở đâu tới rồi. Ở chậm mới ra, ở trển mới xuống. Hai người gặp nhau, rồi đưa lên mạng, rồi ma mị cộng đồng, rồi mấy mạnh thường quân, mấy người gọi là ngây thơ đó, gửi tiền về cho ở chậm mới ra, ở trên mới xuống mà ăn. À, rồi giờ cắt một cái nhà cho lớn rồi hành canh. À, rõ ràng thế. Sắc tướng phải đổi, tâm sinh tướng, tướng sức thần, thần sức tướng, nghe chưa? Còn nếu mà tâm mà sanh ra tướng như thế này thì không phải là tâm thiên. Nếu đấy, bà đây cũng chung cũng có một biết một tí, cũng có biết một tí về cái như là cái cách mà dẫn dụ liên quan đến là, nhưng cái này không phải là đạo Phật. Cách dẫn dụ vào đây là theo một cái hướng khác chứ không phải của đạo Phật. Tâm thiên mà sức tướng phải có hồn thiên và tâm sức thần, thần sức tướng. Giống trong mấy cái phim mà kiếm hiệp mà lúc mà sư phụ mà cái như gọi đệ tử tới mà để truyền hết cái nội công, truyền hết những cái gọi bí kíp bản môn đó. Truyền phải chỉ dạy phân tích ra thế này thế khác kia đó. Rồi lúc con này nó không trả lời được, cứ về rồi hí liều liêu thôi, nó chơi bài chơi liều liêu thôi quý vị. Rất rõ ràng thế, mình không phải nói cái gì. Được không, mà tại sao nhìn ta không ra? Ta không xin Phật tổ đâu. Xin Phật tổ chuyển kiếp mà sao mà nhìn không ra? Đấy, giờ bà đây bà mới chơi nó lộn nè. Nó xưng nó Phật tổ chuyển kiếp. Đấy, mà giờ nhìn bà không ra, bắt đầu bà chơi luôn đấy. Mà cái đoạn này đáng lý đoạn này đó. Những anh em YouTube nào mà quay đoạn này đáng lấy bài dừng lại rồi, chứ không thể mà để truyền bá lên trên cái cộng đồng mạng như thế. Vì đoạn này cũng bà này bà cũng mang chắc bà vô tình bà lật mặt con này luôn, vì con này giả mà. Yeah. Nhìn bà có ra là ai đâu, bà chển mới xuống mà nó chổng mới ra mà nhìn không ra được là chứng tỏ là có như cũng lật mặt nhau rồi. Không xin Phật tổ, làm gì có xin Phật tổ chứ. Phải sửa cái tướng lại.
Bây giờ cháu nhốt cháu dưới cúng trúng, cháu đưa thầy thì về lên nha. Thầy thì về lên nằm trong sách con người. Nãy bây giờ ha. Nãy giờ robot nói đó. Đấy, giờ nó nhốt coi như là thạch thị ven xuống nó giờ bây giờ nó chạy xuống con rúng nó nằm. Rồi nó đẩy thạch thị ven lên. Mà con nghe rõ nghe. Phải sửa cái tướng lại. Bây giờ cháu nhốt cháu dưới cánh cánh, cháu đưa thầy thì về lên nha. Thầy thì về lên nằm trong sách con người phòng, không biết gì xin ta thác lời. Nãy giờ ma chắc là cũng là những câu mà bí hết rồi. Bà này hỏi không trả lời được cái câu quái gì luôn. Bắt đầu là cái như bây giờ nó phải nhốt, nó tự nó nhốt nó xuống con rúng, nó đẩy thạch thị ven lên. Đấy, vì thạch thị ven là người phàm, chứ có gì là sơ suất mong cô thứ lỗi. Bắt đầu vừa hết câu đấy nghe, vừa hết câu đấy là thạch thị ven bắt đầu lên tiếng luôn. Xuống rồi bình thường ấy. Cô nói đi con nghe. Là con nghe. Làm gì có xin phục cháu chứ. Phải sửa cái tướng lại. Bây giờ cháu nhốt cháu dưới cúng cúng, cháu đưa thạch thị ven lên nha. Thạch thị ven lên nằm trong sách ăn người phàm, không biết gì xin cô thác lời. Xuống rồi bình thường ấy. Cô nói đi con nghe. Không dụ. Nói cái gì thế? Vừa nói câu phát xuống là phải xuống, lên là phải lên. Đó. Trong cái tuổi này đúng quý vị, cái tuổi này đúng. Cái tuổi này bảo xuống là xuống, lên lên. Chứ còn nó thật sự mà cái đến cái tuổi rồi đó. Con này không dài tuổi thôi. Là bảo xuống cũng không xuống mà lên cũng không lên. Cái tầm là 6 giờ, 6 giờ là chạy thí mồ nậu luôn đó quý vị. Đó. Còn con này cái tuổi con này là vẫn là cái theo điều khiển được. Xuống là xuống, còn lên là lên, là theo cái sở thích. Ưng là lên đó. Đó. Mà không ưng là nhận xuống. Đấy, cho cái tuổi này cái tuổi của má hai mấy mà cho xuống lên là ma chắc theo sở thích rồi. Đấy quý vị thấy không? Cái sự mà nó ma mảnh mà nó bịt. Đấy. Bây giờ là thật sự bên rồi, đó tự nó nhốt cái mà gọi là cái canh gì đó, cái canh cọt, canh lớn gì đó là nó nhốt đúng rồi. Rồi nó đẩy thật sự bên lên đó, trong vòng một nút nhạc. Chưa được cái như là một giây. Đấy. Xuống là xuống, lên lên là theo cái ý của con ven chứ không phải là theo cái ven thấy ghê không? Quý vị thấy nó điều tiết mà nó mức độ mà ghê gớm không? Là con tiếp tục nghe nha. Thì mình quán tưởng lòng từ bi sao Mai Dương vô? Mai Dương cần vô con ha, con lấy lòng từ bi thương và nhẫn nhục bát nhã ba la mật. Vậy đúng không? Con cảm ơn cô. Con ghê. Đấy vậy không? Đến đạt cái độ đó gọi độ quê rồi đấy. Cái độ quê rồi đấy, cho nên cái tưng tửng tưng tửng. Bây giờ ven lên rồi. Bây giờ cái như có hỏi nó là bây giờ cái linh đi đâu, hỏi hỏi giải thích lại những đề giờ linh đi đâu. Chứ bây giờ có thạch thị ven đâu mà thạch thị ven đâu biết đâu, linh đi đâu thôi sao thạch thị ven biết. Đấy. Giờ linh bay mất rồi, linh bây giờ bay rồi, cho nên là giờ thạch thị ven có hỏi thì thạch thị ven không biết. Đấy. Bà con thấy cái ma mị không? Đến lúc mà nó không giải thích được á, là nó có những cái chiêu trò gọi là cái lách lách léo. Đấy. Lách léo lương lẹo đó quý vị. Quán tưởng lòng từ bi yêu thương Mai Dương để cho Mai Dương tránh xa khỏi con luôn. Cảm ơn con chỉ dạy cho con. Đấy quý vị đó. Nhốt rồi bắt đầu nhốt chưa kỹ giờ đó nó lại ngấp lên nữa rồi. Nhốt mà chưa kỹ giờ nhấc cái câu cười vừa rồi đó là coi như chắc là chởn. Cũng chởn nó trỏng gì đó, thật sự. Đấy, nhốt mà nhốt kỹ. Bây giờ là ngấp đầu nữa. Đấy, còn thấy không? Thì ông biết lọc làm cái sách xong mà lại nhường cho của đấy bà con. Lúc đây nói tiếng Khmer luôn đấy. Biết bà con nào là có bà con nào mà hiểu tiếng Khmer dịch dịch dùm cái câu vừa rồi cho nó xem thử là nó nói gì. Nó nói tiếng Khmer luôn rồi cái có người mà nhắc nhở nó luôn đó. Bà con nghe cho kỹ đoạn này nha. Cảm ơn con chỉ dạy cho con. Thì ông biết lọc làm đi sách xong mà lại nhường cho của. Đấy, bà con nào có hiểu được câu nói gì không? Đấy. Giờ bắt đầu là giai đoạn là quý vị ngồi nhìn thấy
giai đoạn mà gọi là cái tới cử mà chưa có gì hết, là cái gọi gãi đầu gãi cổ rồi, giai đoạn ngáp, giai đoạn ngáp rồi nè. Tôi nói bây giờ đã quay nó, bắt nó ngày nào quay khoảng là 4 tiếng hồ thì cái như là cũng phải thả nó cái như để giải lao cho đôi ba tiếng đó, để cho nó có những cái gọi là cái như là giải trí đó. Đã có những chuyến đi gọi là chuyến đi vô toilet rồi cái như phải là để làm cho đóng dài loan để vô rồi cái như mới lên canh được. Bây giờ nhốt rồi, đã nhốt cái rúng đó, nó tự đưa nó xuống rúng nhốt, nó đẩy thập thị ven lên rồi tự nhiên con ven nó không trả lời được, buộc nó phải chạy lên lại đâu có gì đó, tao lao thôi đấy. Có mẹ hay tiếp nhuận hay nên là mắc kỳ thích đâu có gì đó. Nói hàng loạt tiếng Khmer đây bà con, dịch đi, dịch cái gì đó, dịch dịch giùm tôi cái nghe. Tập lọt nó vậy mà hiền cái là độ chúng đấy vậy đó. Nghe nghe chưa, giờ thạch thì ven lên đó, thạch thì ven lên mà bây giờ nói toàn tiếng Miên không, thành thành bên cạnh nó phải nói, nó đừng nói bậy đâu quý vị, nghe cái rõ. Mẹ hay thích buồn hay là mắc kỳ thích những người tập lọt nó bậy mà hiền cái là độ chúng sanh, biết quay đầu tu giữ cái muốn diệt cái á. Ê bà thơ, vẫn có người đứng bên cạnh nhất, đừng có nói bậy đó, chứ không có đâu nha. Đó, câu hỏi vì sao mà vấn đề bây giờ người phàm mà lại đi nhất những người mà đang lên căn là đừng nói bậy quý vị, có không? Đấy, người phàm mà bây giờ đi nhất những người đang lên căn là đừng nói bậy thì là sao? Đấy, người lên căn đáng lấy nhất người phàm đừng nói bậy chứ. Bây giờ mình đi phổ độ chúng sanh cho người ta mà để người ta nhất mình nói bậy thì tôi thấy cái chuyện nó sai sai không đúng. Đấy, cái sự ma mị gì đó là những kẻ không biết tu. Con phải gắng tu kệ đi, thì cô Út nói gì là bây giờ cô đấy, con phải ráng tu kệ đi. Vì sao? Tu là có tiền đó, bây giờ tu là có tiền đó. Ven mà cái như bây giờ đấy mà thật sự ra là cái hành căn là cái khổ hạnh là có tiền đó. Khùng cái này là khùng hái ra tiền. Nhẫn nhục. Ừ chứ. Đấy con thấy rất rõ đấy. Bây giờ đó, ở trển mới xuống mới sợ công an thôi, chứ không ở đâu mà sợ công an hết á. Cho tất cả bà con nãy là cũng đã nghe rất rõ những cái thước phim, những cái đoạn thoại nó nói với cái vị này rồi. Mà chắc trong cái thước phim là có cái sự dàn dựng, có người bên cạnh đứng nhắc cuồng luôn nè, lúc mà nó nói bậy á là cũng có nhắc nó luôn, đừng nói bậy đó. Tôi hỏi với bà con bây giờ cái sự việc nó rõ rõ ràng ràng thế mà trời ơi, mà vô gặp con ven là mô Phật, mà mẫu lần á, mẫu lần lên livestream là mô Phật mô Phật, mà trong tâm nó không có Phật đấy, trong tâm của nó là đang mượn Phật để mà trục lợi đó, chứ còn trong tâm nó không có Phật, có gì nó mô Phật đấy, nó mô Phật bằng cửa miệng, chứ còn trong tâm của nó là ma chất, là còn tham sân si dục vọng đấy, trong tâm của nó không có một cái tâm từ. Nếu nó có tâm từ nó phải đưa con nó về nuôi nè đấy, chứ không phải nó dục trồng vào trong mái ấm tình thương. Còn cái sự việc thành trường có vợ cái đồ tất cả kiểu, tôi sẽ dành cho nó những cái vấn đề sau đấy. Chứ còn bây giờ trong tâm có Phật đâu mà cái như là cái lên livestream cũng mô Phật, mà quý vị thấy cái màn hình tivi của nó không? Nó để sau lưng nó là toàn là cái như là những hình ảnh Phật nằm ngay màn hình luôn, quý vị thấy đấy. Để sau màn hình á, để sau lưng nó là cái như là cái màn hình bằng những cái hình tượng Phật, lên livestream chào khán giả dạ mô Phật đấy, mà lại để tựa đề là bây giờ ngoài đó ai điện thoại tới chữ thì chữ đi, đừng có comment nữa. Tôi quý vị, ngay cả tựa đề nó cũng đang thách đố cộng đồng mạng. Còn những hình tướng Phật, những câu chào là mang chất ma mị. Cái Phật đâu ra? Đấy. Bây giờ mà cái tâm của nó mà cái như là cái tâm vẫn còn có những cái vấn đề mà cái như nó chưa thể mà nó hướng lành được, mà lên cộng đồng mạng giả mô Phật, giả mô Phật, tất cả kiểu khán giả điểm tới cũng giả mô Phật. Quý vị thấy có những cái nó ma mị. Mượn đạo tạo đời, buông thần băng thánh, loại này phải dẹp gỡ sớm quý vị, không thể được đấy. Còn vị nào đó, vị nào mà binh vực trường hay ven gì đó thì nếu mà đủ cái sự biện luận
thì cứ điện tới cho Lang Thang Sài Gòn với số điện thoại ấy, là 0916 772 145, nhưng mà điện tới thì ít ra cũng phải là để người nói người nghe, chứ đừng có dành nói như cái vị bên Úc. Vị bên Úc bây giờ tôi thấy tôi cũng ớn lắm rồi, điện tới mà để bảo vệ mà cho sư phụ với sư mẫu là thôi thua, kiểu đó thua, không trị được. Cái đó cũng là tôi nghĩ là chắc cũng ở trọng mới ra đấy quý vị. Thế còn không ai mà cái người bình thường mà đi bảo vệ cái đã biết nó sai mà lại không khuyên nó cái hướng quay đầu, mà lại đi khuyên những anh em lên phản biện. Quý vị thấy cái sự nó tào lao không? Cũng giống cái con ven không khác cả. Cũng giống ven là bây giờ biết là chúng sanh đang khổ mà nó không hướng chúng sanh để mà đi để phổ độ chúng sanh, để chúng sanh bớt khổ, mà trong khi đó nó gọi là người xuống để mà kể như là hành pháp. Đấy. Thì người bây giờ đắc quả rồi mày phải hướng chúng sanh để mà cái đi vấn đề để tu tập chứ. Chứ bây giờ mà thấy chúng sanh đang khổ mày phải quay ngược lại mày đi tu thì thâu thua, chắc là hôm nay xuống là thành trường nó vạch là bao nhiêu quả chắc hết rồi đúng không? Hôm nay tu thành 9 quả rồi. Mà mới xuống mất mấy ngày mà trường nó vạch hết giờ cái như là không còn quả nào, giờ tu lại kiếm được mấy quả nữa vậy? Hay sao? Nó quý vị một đêm mà được quất 3 quả thì coi như là 3 đêm là hết quả mấy mà. Đấy. Thì bây giờ quý vị đó nghe nó nói đó, những câu từ nói đó. Đấy. Bây giờ chúng sanh đang khổ mà cái nó không phổ độ chúng sanh, nó xuống mục đích là phổ độ chúng sanh. Nhận tiền của mạnh thì quân là cũng đỡ đi phổ độ chúng sanh. Đấy, lên đồng lên bóng cũng đi phổ độ chúng sanh. Cũng là cái như là tu khổ hạnh để phổ độ chúng sanh. Mà bây giờ gặp bà đây là chúng sanh đang khổ mà bây giờ nó để nó tu tập. Trời ư là trời. Tại sao mình cũng đi phổ độ, mình đắc quả rồi còn đi tu tập gì nữa? Giai đoạn đây là gọi là giai đoạn mình để đi mà đi truyền giáo, mà để đi mà cái như là để phổ độ cho bà con, cái như họ hướng vào cái đường tu tập mà. Mà tại sao bây giờ thấy bà con đang khổ mình lại bỏ bà con để mà cái như đi tu tập lại, thấy chúng sanh đang khổ mà đi tu tập lại là sao? Có những cái sai sai mà giờ không khai ra cũng sợ công an. Đấy, quý bà con thấy chính những vấn đề nó nói chứ không phải là tôi dựng chuyện nha. Đấy. Mà vấn đề tất cả bà con chúng ta được quyền bình luận một tác phẩm. Đấy. Luận những thước phim mà đưa lên cộng đồng mạng đó, chứ đừng có bà nhảy sang Sài Gòn thế này khác, từ khi những thước phim đó nó giấu nó làm của riêng. Đấy. Còn không chúng tôi vẫn được phép chúng tôi nói. Và clip này thì chắc là buổi livestream tối nay cũng dài, chắc tôi cũng xin phép tất cả các bà con cho tôi kết thúc buổi livestream tối nay. Kính chúc tất cả các bà con lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và đừng quên cho Lang Thang Sài Gòn xin một like. Và bà con chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký kênh để mà tiếp tục đồng hành cùng Lang Thang Sài Gòn trong những chặng đường sắp tới quý vị nha. Và lời cuối cùng cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe Lang Thang Sài Gòn chia sẻ trong buổi livestream tối hôm nay. Cảm ơn tất cả các bà con rất nhiều. Chào các bà con, hẹn gặp lại các bà con trong những cái buổi tiếp theo ha.